Xin chào tất cả các anh chị và các bạn, mình là Đài Nguyễn. Hôm nay thì mình chia sẻ về cách nấu cháo bằng gạo dinh dưỡng, cháo chay ha, bằng các cái loại củ quả giống như là mình nấu với ba củ cà rốt nè, một cái củ khoai lang tây, hành lá hoặc là cái hành taro cũng được. Mình mới vừa mua cái bao gạo nè, nguyên một bao luôn. Thì cái đây mình sẽ hướng dẫn cái cách nấu như thế nào. Thì sau khi mình vào bếp thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn ha các bạn. Các bạn vào bếp với mình nhé. Các bạn ơi, mọi thứ đã sẵn sàng trên bếp rồi. Hiện giờ là trong cái nồi này mình có một lít nước, tức là khoảng 4 cốc ha. Thì mình đây cũng chuẩn bị đây sẵn, đây là 4 cốc nữa. 4 cốc nước nữa là khoảng 1 lít nữa ha. Tại vì mình thích nấu loãng á. Và hôm nay mình sẽ nấu với một cái lượng là một cốc gạo thôi. Một cốc gạo thì khoảng tùy theo bạn, bạn muốn nấu loãng hay nấu đặc á, nhưng mình thích ăn loãng thì mình nấu 2 lít nước. Cái gạo này á, là cái gạo dinh dưỡng như mình đã giới thiệu ở cái video Vitamil gạo dinh dưỡng đó. Cái này nó có 25 khoáng chất khác nhau, nó đầy đủ vitamin, thành ra mình không có vo, mình chỉ bắt nước sôi lên rồi mình đổ vô mình nấu thôi. Cái video kỳ trước á, mình nói rất là chi tiết về cái xuất xứ từ cái bao gạo này, làm sao mình có nó. Thì cái bao gạo này cũng mình cũng nói sơ là của các khoa học gia công ty New Skin đã nghiên cứu ra những cái sản phẩm như này, tại vì mình có cái chương trình Nourish the Children á, nuôi dưỡng trẻ em nghèo á, và với lại trẻ em bị suy dinh dưỡng. Thì cái gạo này đã giúp rất là nhiều trẻ em thoát khỏi cái cảnh đói và chết ha. Thì trong cái bao gạo này mình bữa trước mình cũng nói rất là chi tiết, hôm nay thì mình chỉ nói sơ như vậy thôi. Các bạn muốn thì các bạn vào đó các bạn xem lại giùm mình ha. Đó thì bây giờ mình sẽ đổ. Mình đổ đây là 1 lít nước rồi, mình sẽ đổ thêm 1 lít vô nữa ha, mình nấu 2 lít nước. Thì cái gạo dinh dưỡng này thì mình cũng chia sẻ là dành cho những em suy dinh dưỡng, nhưng mà người già, người khỏe, người bệnh đều ăn được hết ha. Không có phân biệt, tại vì nó rất là tốt cho chúng ta. Thì các bạn bên cạnh các bạn nấu nấu xôi bằng gạo dinh dưỡng thì bạn có thể nấu cháo bằng gạo dinh dưỡng, các bạn có thể nấu cháo bò hoặc cháo chay bằng rau củ, các bạn có thể nấu với nấm. Bữa nay mình không có nấm mà nó nhầm, nấu với lại cà rốt chứ khoai lang tây với lại hành taro. Mình nấu chay ngày hôm nay nha các bạn. Các bạn nhìn thấy nước sôi rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đổ gạo vô nhé. Mình vẫn để nguyên như thế này, mình đổ vào mình không vo ha. Mình khuấy lên. Thì cứ nấu đi cho nó nhừ ra nha các bạn. Mình xào sơ cái hành taro này với lại cà rốt, khoai lang tây. Mình xào sơ mình để khi cháo bắt đầu nó chín rồi đó. Vô thôi. Bây giờ mình đang cứ nấu bình thường đi ha. Rồi bên này thì mình sẽ xào. Mình xào sơ ha các bạn. Bạn có thể sử dụng hành lá hoặc là hành taro. Thì mình muốn cắt nhỏ như vậy chứ mình không cắt hột lựu thì nó nhỏ quá. Mình cắt nó mỏng mỏng thôi. Là vừa rồi. Đó, bây giờ mình cháo này mình cũng sẽ để lửa trung thôi ha các bạn, để từ từ nó chín thôi ha. Mình không cần dặn lớn đâu. Đây mình sẽ bắt đầu bỏ một tí xíu dầu. Mình xào lên cho nó thơm ha. Rồi mình sẽ bỏ hết cà rốt với khoai lang tây vô mình xào luôn nha các bạn. Mình khi mà mình xào sơ đó, mình xào sơ thì mình bỏ tí mình bỏ muối ha. Bỏ tiêu. Nêm chay. Các bạn thấy cái màu nó đẹp không? Mà nó thơm lắm nha. Đó, mình nếu mà mình có nấm á, mình bỏ nấm vô nữa, nấm mà ở bên Việt Nam mình mà có nấm nấm rơm á, bỏ nấm rơm. Còn ở đây thì mình có mấy cái loại nấm ở bên này, nó có ở trong nhà mình không có nấm cho nên mình chỉ làm vậy thôi. Có cái gì mình nấu cái đó, mình không có đi chợ. Đó, mình xào sơ vậy là nó chín. Nó rất là đơn giản và dễ làm lắm các bạn.
Rồi ăn thua là do mình nêm nếm ha, mà các bạn thích là mặn hay là vừa hay là như thế nào đó thì các bạn nêm nếm theo cái khẩu vị của mình ha. Mình thì mình đơn giản là mình chỉ rồi khi mà mình bỏ vào nồi cháo thì mình nêm tí nữa, nêm từ từ thôi các bạn nhé, đừng có nêm nhiều quá sợ nó mặn á. Đó thì bây giờ mình xào sơ rồi, bắt đầu cũng đã chín rồi đó, thôi mình tắt bếp ha. Mình tắt bếp, mình chờ cháo chín thì mình bỏ cái này vào, rồi bắt đầu mình sẽ ăn cháo dinh dưỡng bằng gạo vitamil. Để mình kiểm tra nồi cháo của mình coi làm sao rồi nha. Đó. Mình thích ăn lỏng vậy nè. Thì các bạn nếu các bạn không thích ăn lỏng thì mình nấu ít lại, mình nấu khoảng cỡ 1 lít rưỡi nước thôi, hoặc là 1 lít nước tùy theo các bạn thích ăn đặc ha. Rồi bây giờ mình chờ tí xíu ha các bạn ha. Chờ tí đi nha. Ok. Bạn ơi, cái nồi cháo của mình thì mình chưa có nêm nếm gì hết á. Mình bây giờ mình bắt đầu mình nêm một chút xíu gia vị nó vô đi ha. Tại vì nó cái vitamin thì nó chỉ có đầy đủ dinh dưỡng như thế. Bỏ tí xíu muối vô. Đó, bỏ muối, tại vì mình ăn chay, mình sẽ nêm cái bột nêm chay đó. Cho chút xíu bột nêm chay vô, khuấy lên ha. Để cho nó thấm cho chút xíu, đừng hồi nữa mình nêm lại, mình coi là nếu nó vừa ăn chưa, mình thích ăn lạ thì mình để nó như vậy. Còn nếu mình thêm, mình cảm thấy là mình muốn đậm đà hơn, mình nêm thêm ha các bạn ha. Mình thì mình ăn lạc như vậy thôi. Đó. Cái chảo mình vừa mới xào xong, vừa cà rốt với khoai lang tây với cetera, cái mùi rất là thơm. Nếu như các bạn có lá dứa đó, các bạn có thể bỏ vào trong cái nồi cháo này cũng cho nó thơm, rồi khi mà nó chín rồi mình vớt nó ra cũng được. Nhưng mà ở Mỹ thì lá dứa mình không có lá dứa tươi, mình chỉ có lá dứa đông lạnh. Mà nhà mình cũng không có nữa thành ra. Các bạn ơi, cái nồi cháo mình chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ khuấy một chút xíu quá đó chưa, 2 lít nước là nó vừa luôn, vừa đặc luôn nè. Đó, bây giờ mình bỏ cái cà rốt, khoai lang tây với taro vô nha. Mình bỏ hết tất cả các phần rau củ này vô hết. Rồi mình sẽ sau khi mình bỏ vô hết rồi mình nêm nếm lại coi nó vừa ăn không. Là mình sắp hoàn thành xong cái món cháo rồi đó các bạn. Đó. Thì mình thấy là 2 lít nước đối với mình như vậy là vừa rồi. Nó không có loãng lắm mà không có đặc lắm nha các bạn ha. Mấy bạn cảm thấy nó hơi đặc á, thì mấy bạn cứ việc bỏ thêm nước vô ha. Còn mình để cho nó mềm một tí. Đó, bắt đầu nó sôi lên rồi đó. Các bạn thấy chưa, nồi cháo mình đã chín rồi đó. Mình chỉ bỏ lên dùm 3 phút đồng hồ là mình nếm thử coi vừa không á. Mình nếm thử nha các bạn. Wow, rất là vừa ăn rồi các bạn ơi. Mình không cần phải nêm nhiều đâu. Bây giờ mình cho tí xíu tiêu ha. Rồi bắt đầu mình để mình coi cái món này hôm nay mình có làm thành công hay không nha. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình. Mình mới vừa hoàn thành xong cái món cháo chay nấu bằng gạo dinh dưỡng. Các bạn nhìn nè, hấp dẫn không? Mình chỉ nấu 1 cup thôi là mình ăn hết xong mình nấu tiếp. Tại vì nó cũng không có mất nhiều thời gian. Các bạn hầm cái nồi cháo này khoảng chừng nửa tiếng là bắt đầu có cháo ăn rồi. Cho nên rất là đơn giản và gọn lẹ ha. Bổ dưỡng nữa, rất là bổ dưỡng luôn. Cho nên bây giờ mình thử nha, các bạn cùng thử với mình nha. Để thử ngon hay không. Các bạn thấy hồi nãy mình nêm á, mình đâu có nêm nhiều đâu đúng không? Nhưng mà nó vừa ăn lắm các bạn, tại khi mà nấu nó săn lại rồi đó là bắt đầu cái độ mặn nó đậm đà hơn một tí xíu là các bạn. Ngon lắm các bạn. Mà nó dinh dưỡng cho mình nữa. 25 khoáng chất và vitamin khác nhau trong cái sản phẩm này. Ừ.
đơn giản dễ làm nữa mà bổ dưỡng. Bây giờ đó, cái mùa dịch này mình đâu có đi ra ngoài mình đi ăn ở nhà hàng hay cái gì nữa đâu, mình cứ ở trong nhà mình nấu cái gì mình ăn cái đó thôi. Mà cái cháo này nó cũng đơn giản, nó dễ làm, nó thành ra là mình ở nhà mình thực hiện. Còn con mình với ông xã mình á, thì khoái ăn đồ Mỹ đó. Mình thì mình không có ham đồ Mỹ lắm, không có thích đồ Mỹ lắm, mà mình ăn thì cũng ăn thôi nhưng mà không có thích. Mình vẫn là đồ Việt Nam nha các bạn. Cà rốt, khoai lang tây là nó vừa chín tới, không có phải là mềm nhũn ha. Ngon quá. Mình không biết là có bạn nào thưởng thức cái món này chưa, nhưng mình thì mình rất là thích. Mình mua bao gạo đó mình ăn hết xong mình lại tiếp tục mua bao mới, mình mới vừa mua bao mới nữa đó. Chứ mình không có đi mua gạo trắng mình ăn, bây giờ trong nhà mình không có gạo trắng luôn các bạn. Cái này á mình mua từ công ty. Mình order đó khoảng chừng 3 ngày business day, tức là ngoại trừ thứ bảy chủ nhật mình không tính, nhưng mà tính thì từ thứ hai đến thứ sáu thì cái thể hàng nó sẽ về trong vòng 3 ngày ha. Rất là nhanh. Thành ra là mình không cần phải mua trữ đâu các bạn. Mình mua 3 ngày là mình có gạo mình ăn rồi. Ngày hôm nay mình sẽ ăn cái món này thôi. Thì hôm bữa trước mình có chia sẻ về cái gạo Vitamil á, thì mình thấy nó cũng chưa đầy đủ thông tin cho các anh chị các bạn, cho nên hôm nay mình chia sẻ cái phần mà gạo Vitamil, gạo dinh dưỡng để nấu cháo, để các bạn có sau khi mình ăn xôi mình ớn á, thì mình sẽ nấu cháo mình ăn, mình nấu cháo bò, nấu cháo bằng rau củ thì nó cái vị nó sẽ khác, thì các bạn sẽ đỡ ớn. Hôm trước á, mình có chia sẻ trong một cái video clip gạo Vitamil, gạo dinh dưỡng, sản phẩm của công ty New Skin. Các bạn có thể vào gõ vào cái tiêu đề đó để mà tham khảo cái cách nấu xôi bằng gạo Vitamil. Thì mình cảm thấy còn chưa, mình mới chia sẻ cái clip về nấu cháo gạo dinh dưỡng. Thì các bạn tập thử làm cái món này đi. Tại vì cái món này nó đơn giản mà nó bổ dưỡng, các bạn cũng không cần cầu kỳ gì lắm. Thì sau khi là các bạn thưởng thức thì các bạn sẽ rất là thích cái món này. Mình thật tình là mình ăn rất là nhiều lần rồi, thành ra mình cảm nhận là mình thích, cho nên mình chia sẻ. Còn cái đó là ý kiến của các bạn, các bạn cứ thử đi rồi mình xem thử mình có thích hay không, thì mình nấu cho gia đình mình ăn và cho những đứa em nhỏ, thì nó ăn nó có chất dinh dưỡng cho nó phát triển tốt hơn. Về chiều cao, trí tuệ, mọi thứ đều tốt cho bé. Thì thành ra là mình cũng không có biết nói gì hơn. Thì đây là cái video thứ hai mình chia sẻ về gạo Vitamil. Hy vọng rằng là các bạn sẽ trải nghiệm nó và thích cái sản phẩm này. Đồng thời là khi mình sử dụng cái sản phẩm này á, mình cũng đóng góp một phần cho cái chương trình New Rich Children, tức là chương trình dành cho những trẻ em những cái nước nghèo suy dinh dưỡng. Thì cái đó là mình cũng làm cái từ thiện đó, từ xa đó các bạn. Thì hôm nay mình chỉ có bao nhiêu đây mình chia sẻ đến các anh chị và các bạn. Hy vọng là các anh chị và các bạn sẽ thích thú nó và cho mình những cái lời bình luận bên dưới. Hy vọng rằng là trong cái video kế tiếp á, mình sẽ có những cái hay hơn để chia sẻ đến các anh chị và các bạn. Và hy vọng rằng các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình và người thân. Xin thân ái chào các bạn.